Đây là đến khu vực Hồ Tây các bạn. Đây là khu vực Hồ Tây. Đây khu vực Hồ Tây. Các Hồ Tây thì cảm giác mát mẻ. Gió gió. Vừa hết hết Hồ Tây thì là những nhà cao tầng. Ở Hồ Tây thì đó là những cái tòa nhà cao tầng.